quốc xưa. Kim thành Avanti có gia đình quá san, mọi người ai cũng khen. Bởi vì xin con trai, ngài luôn sống luôn chiều, thế mà không đắm tan. Suốt ngày luôn tư duy, xuống ra lìa bên đây, bởi đời sao xưng luận sư cao thâm, biết bao người kính theo.